Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái lễ hội của đồng bào người Nùng ở tại xã Hòa Cư, Cao Lộc các bạn nha. Ôi dồi ôi, chật kín xe luôn các bạn ạ. Có mấy bạn thanh niên đã về rồi. Yeah, đông thế. Đông quá. Ủa, này các bạn đi theo mình xem hôm nay cơ duyên sẽ gặp những ai các bạn nhé. Đấy, đông nhở. Ôi giời ơi, cái chị gái đông nhở. Cả trước cả sau nhé. Đi vào trong này cách khoảng gần 1 cây số nữa. Cô bà bây giờ mới trang điểm. Đẹp quá nhỉ. Các cô này ở xa đấy nhỉ. Ở trong này là mấy cô gái xinh xinh ở bạch quanh ấy. Nhà cô nhỉ. Ô xin chào nhá. Đang mới sức khỏe nhá. Ôi. Chào Lập Trong anh em. Chào Lập Trong anh em nhá. Cơ duyên gặp hai cô gái này đầu tiên luôn. À, em ơi đi. Ô. Mấy cô gái này xấu hổ luôn này. Đây mình đi chơi xuân tiếp các bạn ạ. Mùng 8 còn mùng là còn Tết. Đó. Ô vào nhỉ. Rất nhiều xe cộ. Ai hiểu? Ai hello các bạn. Ui trong này đông thế. Nên toàn các thanh niên nữ tú thôi. Nghe đây là cái lễ hội các bạn này. Ủa mấy bạn đã về rồi hả? Ủa sao về sớm thế? Hết trai rồi à? Hết trai đẹp rồi à? Hello các bạn. Không biết là mấy bạn nhỏ nhỏ này hội để làm cái gì đây? Đi kiếm dai à? Mấy bạn nhỏ nhỏ đi kiếm dai. Mình lớn tuổi đi kiếm gì à? Cô hát xì. Phải đi tìm người yêu cũ nữa cơ. Chắc là có nhiều đấy nhỉ. Mình xinh đẹp mà. Ui. Nó vui chưa? Mọi người xin chào. Bây giờ mới bắt đầu đi hội các bạn ạ. Bạn này bạn này anh muốn đi với. Cho anh đi với. Cho anh đi cùng với. Đây. Nhớ rồi. Đây mình vẫn chưa gặp ai. Bạn ơi bạn ở trong này người ta chơi cái gì đấy? Em không biết hả? Xinh gái quá cho anh xem mặt được không? Hai cô gái này là mình đã gặp rồi. Hôm đám cưới cái chú rể nam nhỉ? Phương. Thế là gì nhỉ? Em. Ừ. Hoài à? Hoài á? Hoa hòe đấy à? Ồ. Hai bạn đi cùng nhau à? Đây là giống giống cô dâu nhá. Phải không? Em giống cô dâu đấy. Cô dâu hả? À? Phải mà, thảo nào. Ồ. Người quen. Hai bạn này bây giờ bạn này có người yêu rồi, bạn này chưa có phải không? Có phải không? Hoè, em đang đợi à? Đang đợi bạn nào? Em không đợi ai. Không đợi ai à? Mấy cô này xinh lắm nhưng mà không có xem mặt. Đây.
thằng chồng đâu, chồng em đâu, không đi cùng, để ở nhà mình đi kiếm kiếm dai. Ủa, anh nghe bảo trong lễ hội này có nhiều cô gái xinh lắm này, người ta bán nhiều món ăn lắm. Hello, xin chào. Hello anh. Mấy hôm nữa hội anh chín mời em cho đấy. Ok. Để anh vào sau. Bắn nhiều đồ thế em. Chưa biết ai lắm. Nó xem mặt lên nó. Đây, mấy thanh niên nhiều lắm các bạn ạ. Bạn này các người đẹp à? À, xin chào nha. Xin chào. Đây, đây phải tìm mấy cô hát lượn hát si đi. Ok ok. Đồng lắm nhỉ, hội này đồng lắm. Đấy. Là kênh gì đây? Kênh Bản Sắc Vùng Cao TV. Vâng. Mày bé xinh gái nhỉ? Đi quay các cô gái trẻ trẻ. Táo xoài. Sao lại không đi hội khác? Chào chú nha. Buổi đồng quá. Vâng, chào chú nha. Ôi ôi. Kín luôn. Đi trước đi. Chú. Chào chào chú nha. Tôi. Quay hai cô bé này một chút. Con bé này có cái nón nón thỏ này hay nhỉ? Đây. Xinh gái quá. Con gái à chị? Vâng, con gái đấy. Con gái à? Con gái này, ba đứa này. Ba đứa luôn. Không quay này đâu, chú không quay đâu. Nhưng mấy bạn này là đi kiếm người yêu à? Hay là... Không phải đâu. Không phải đâu. Nó lớp 7 anh ơi. Không phải đâu. Nó hát đâu. Hát ở trong đấy á? Chào anh. Hai bạn kia biểu diễn nó nghệ à? Con thằng bạn thôi. Xinh gái nhỉ? Biểu diễn văn nghệ. Đúng rồi. Ok, mình đi chơi vòng vòng nhé, xem mọi người chơi gì. Bên trong là những cái hoạt động biểu diễn văn nghệ các bạn nhé, trò chơi dân gian, bóng đá rồi là những cái hoạt động đầy gậy. Anh vào lâu chưa? Chào em nhá. Anh vào đúng lúc rồi. Anh. Sao nhà sức khỏe nhá. Ồ. Trời ngày vẫn mận này các bạn ạ. Vui lắm. Ai mà? Đấy, đi vào đây. Các chị ơi đừng bẻ mận của em nhá. Cây này cây mận của em đây. Em cứ nhìn vào cái này là được không? Vâng. Mình ăn uống ngay ở giữa cái khu vườn này các bạn này, đẹp chưa? Cái khung cảnh ở đây phải nói là đẹp luôn, rất đẹp luôn. Ở đây người ta gọi là háng pô là đúng rồi đấy nhỉ, chị nhỉ? Háng pô là cái lễ hội trên đồi. Chào anh nha. Chào anh nha, sức khỏe nha. Ôi, đẹp trai quá này. Không hết bài rồi.
là một cái miếu đình các bạn này. Tí nữa bay anh em ạ. Anh em vui xuân á, mấy bạn catch chưa? Tóc đỏ khoe. Xinh gái nhưng mà toàn là các bạn dắt con đi rồi. Chơi ngay giữa cánh đồng. Miếng to nhỉ các bạn nhỉ? Cứ phải là miếng to. Miếng to là miếng của mình. Phong cách của sếp Hải Sapa TV. Wow. Đây nhiều bạn nữ sinh nhá. Giơ mặt ra là được lên TV rồi. Ôi, kinh gì đây? Xem TV của chú nhá. Đẹp chưa? Các bạn này mặc áo dân tộc ấy càng xinh hơn cơ. Trên là khu vực sân vận động chính các bạn ạ. Em lên đây tí anh nhá. Mình đang xem mọi người sẽ chơi gì ở đây các bạn ạ. Hai chị em này có cái món này hay phết nhỉ. Xin chào. Cho xem mặt đi. Người quen à. Ôi anh ơi. Mình hay đi đám cưới hay gặp các bạn này. Xin chào anh. Hôm nay bán đây à? Em bán hộ bạn à. Bán hộ bạn à? Xinh gái. Em cho chơi luôn. Hay thế. Hỏi hôm nay. Chào anh nha. Chúc khỏe nha, Chết giả. May là mày cái áo nhau. Hai đứa cho anh hỏi chút.
quay về đây. Hai đứa này yêu nhau ấy. Lên đây đi. Rồi các bạn mình lên đây nhé. Anh em thanh niên trên này có gì không? Có. Đang thao thể thao. Đang chơi đang hoạt động thể thao à? Anh cho lên kênh mà nhiều người xem nhất đấy. Đấy, ở trên này cái miếu đình. Chuẩn bị đang tổ chức cái chương trình các bạn ạ. Con gái à em? Con gái là lớn này rồi. Mấy tuổi em bị bắt rồi? 20 tuổi bị bắt chồng. Con gái lớn này bao tuổi rồi? Con gái 3 tuổi rồi. 3 tuổi rồi, con gái 3 tuổi rồi. Ồ. Bà cho rồi. Mấy câu chuyện sau này là cái chương trình đang diễn ra các bạn nhé. Chuẩn bị là bóng đá rồi là hoạt động trò chơi. Đây mình sẽ lia máy qua bên này nhé, xem mọi người chuẩn bị nhé. Các bạn ơi, cho anh ăn với. Ô, bó luôn. Anh cảm ơn. Các bạn này ở đâu đấy? Anh hỏi một chút. Em ở Thụy Hùng. Thụy Hùng Cát Lộc à? Xa đây nhỉ? Các cô gái này là xinh chưa? Bạn ơi, cho anh xem mặt một chút. Xe hết mặt rồi. Chuyên đi phá đám, anh là chuyên đi phá đám đấy. Đấy. Đông nghìn nghịt luôn các bạn này. Đấy. Lễ hội nhà đứng đây đụng chất vùng cao luôn các bạn ạ. Các bạn nam thanh nữ tú chơi ở trên này, đằng sau là sân khấu của chương trình các bạn nhé.
Trên của sân khấu các bạn ạ, đây khán đài rất là uy tín luôn. Số này lý tưởng quá nhỉ các chị nhỉ, lý tưởng chưa, cho em xem với nào. Đấy, những người đấy ngắm không gian lễ hội, những cái hoạt động đẩy gậy kéo co các bạn nhé, mình đi lanh quanh đó. Hôm nay thì có rất là nhiều YouTuber quay phim, đây mình đi qua khu vực các bạn nữ, các cô gái vùng cao. Xin chào mọi người. Hello. Hello. Láo lăng lộ. Đúng rồi. Các cô gái đang chụp hình. Mấy bữa đứng đây mà. Đẹp mà chị. Mọi người chụp hình em chụp cho. Chụp anh à, chụp anh mới chụp à. Chụp anh đó. Chụp thôi mấy con mới chụp. Đứng vào để chụp anh. Lung linh luôn. Đấy, chụp anh nhá, có phải quay đâu nhá. Chụp thôi, quay hôm nay thấy là. Nhiều quá.
anh ai xếp luôn. Đội thứ hai của đội viên Trần Như Mai, tôi và Lân đánh thắng với tỷ số là 2-0. Chơi ở dưới này nữa các bạn ơi. Chơi ở vườn suối ở ruộng đúng không? Mấy bé này yêu nhau à? Hai đứa này yêu nhau à? Sao lại ôm nhau đấy? Đã nhiều chưa? Gần hết rồi đấy chứ. Ô, một dãy các cô gái ở trên này luôn à? Tân người nhà đúng không? Cách gì không phải người nhà đâu phải không? Cô bé này bán bánh mì, sắp hết rồi đấy chưa? Cô này cũng bán hả? Bán hộ à? À mẹ hả? Hình như là quen năm đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Chết giả. Bắt quả tang. Việc mình làm đúng không? Chuẩn đấy. Đẹp quá. Các cô các chị ở đây có rất là món ngon luôn. Có lợn quay này, có xích này, có cả thịt cá chỉ luôn. Đấy. Ở dưới này là gì đấy anh? À, đá. Xúc đá. Đá nhá. À. Xúc xích miếng đá. Ờ. Đầu tiên nhìn thấy. Ok ok, anh gọi tất cả đây này, mấy bạn xinh gái này. Bạn xinh trai xinh gái. Bạn đây vào đây mua xúc xích bạn ơi. Hai bạn gái ơi, vào đây mua xúc xích với. Trai xinh gái đẹp, trai xinh gái đẹp. Mấy bạn xinh quá. Bạn trai em à? Bạn trai hả? Bạn này xinh nha. Đấy. Hello em. Sức khỏe nha. Ồ, anh em chơi đâu rồi? Bọn em vừa quân nhân đây đúng không? Em đây hả? Ồ, quân nhân đấy. Anh chưa, anh quay được cái ít. Ok ok, uy tín. Mấy đứa bỏ mặt ra để anh quay với. Đấy. Em xin chào nha. Mạnh khỏe nha, mạnh khỏe nha. Em ơi, có
vâng, chị chơi vui vẻ chứ? Vẫn hai ba cô xinh đẹp đúng không? Các cô, đây 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 ba cô xinh đẹp. Các cô xấu hổ. Các cô đi tìm hội đến chồng ạ. À, đi tìm người yêu. À, đi tìm người yêu. Vui quá nhỉ? Cảm ơn nhỉ? Đấy, trong này khá là đông luôn. Ở đây thì mấy cô gái đang ăn uống ở đây các bạn này. Sao mà không đem gì em? À đây đây đây, nhìn thấy mặt rồi nhá. Chào nhé, happy new year. Ok ok, quay rất nhiều và đi lại nhiều lắm, mỏi chân lắm rồi. Ok, mỏi chân lắm rồi các bạn ạ. Chào nhá, ok là mới sức khỏe nhá. Vâng, chào chị. Quà cáp về cho gia đình đấy. Cái này bao nhiêu tiền một cân đây? À, 2 lít à? 2 lít. Ok anh. Đi vòng vòng nữa. Xem có gì hay nữa các bạn nhé. Đây là mình nữa. Kết thúc cái video các bạn nhé. Hello các bạn, xinh gái quá. Vâng, em chào anh ạ. Cho xem mặt cái đi. Chị em gái dạ. Chuẩn bị hết chưa? Sắp hết rồi ạ. Cho anh một cốc với. Cho mình vẫn có đảm. Cho anh một cốc với. Bao lâu cho anh ơi? Anh á? Anh vào lâu. Lúc em vào thì anh cũng vào đấy. Đêm nữa, xuống nhà này vào nhà ăn cơm. Ừ, để anh xem xét đã. Mệt quá. Đi lại mỏi hết cả chân rồi. Xa mà, còn một tháng nữa. Được một tháng nữa. Ừ, cho anh một, vị cái gì nhỉ? Vị quân ghé. Hả? Nhiêu tiền này? À, đây à. Đi với Trang đi. Trưởng mình bán với anh em phải là bán lại đôi. Trưởng mình phải đi xì nhau chứ. Bạn này bán đấy mua hộ anh ấy. Hộ, mua hộ. Mua hộ bạn này đi. Trà sữa bao nhiêu? Trà sữa bao nhiêu? Con lấy công đi, con lấy công bán được. Anh gửi vậy. Cái quay là cái nào đây? Đây. Ok, cảm ơn nha. Đất hả?
hàng như này thôi chị. Ôi rồi anh mở hàng là 5 phút hết luôn. Mở cốc trà sữa. Anh Hưng là mấy bạn ơi, bắt được người yêu chưa? Chưa. Ôi trời ơi, thế này chết giả. Giả rồi, này xinh gái này không bắt được gì. Không bị ai bắt à? Bây giờ đi từ ăn đi. Đang chỉnh máy quay. Đi nào, đi. Ủa, đây đi bộ còn khó nữa là. Ủa, em khó nè. Cái xe nát bằng nào để trong đường em đạp phát xuống này. Đạp luôn bác ơi, đạp luôn cho nó vướng. Mấy bạn này không bắt được chồng đi về luôn rồi. Ừ. Này đi bộ còn khó nữa này. Các chị ơi hết dai rồi, không có dai nữa đâu, đi về đi. Hết dài rồi, đi về đi. Xin chào. Ui. Mãi mới thông. Ôi, quay giờ ghép chú tơ xinh xinh nhỉ. Ok, bạn này cho xem mặt đi. Ôi, từ. Chậm thôi. Thôi, chú mặt xấu lắm, mặt xấu lắm. Hết dài rồi, đi về đi. Hết dài rồi. Quay. Mấy bạn xin gái chào anh gái. Oh. Ở trong này hết dai rồi. Đi về đi. Chơi chơi các bạn nữ. Lễ hội thì mình đi chơi gì à? Chơi đùa nhau. Các bạn cảm ơn các bạn theo dõi video mình nhé. Một cái video vui. Đó. Lễ hội này diễn ra vào mùng 8 tháng Giêng. Xin chào, hẹn tất cả các bạn ở những video kế tiếp.